Thưa quý vị, mới đây một đoạn đường tuần tra biên giới ở miền núi huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị đã bị cuốn trôi do mưa lớn, nhiều bản làng bị cô lập. Hôm qua ông Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng và người dân làm cầu tạm để nối lại tuyến đường vừa bị mưa lũ cuốn trôi. Trước đó, vào ngày 24 tháng 10, do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến đường tuần tra biên giới Sa Trầm Palin, đoạn qua thôn Rapong, xã Ba Nang bị sói lở, cuốn trôi mặt đường và nền đường khoảng 10 m sâu khoảng 5 m Đường bị cắt đứt không chỉ ảnh hưởng đến việc tuần tra biên giới, mà một số bản làng thuộc xã Tà Long và Ba Nang, huyện Đạc Rông bị chia cắt. Trong sáng qua, người dân và các lực lượng đã dùng một số vật liệu nối tạm đoạn đường để lưu thông. Ủy ban nhân dân huyện Đạt Rồng cũng đã giao cho các đơn vị vào hiện trường kiểm tra, xây dựng phương án để khắc phục sửa chữa.